8 years. Yes, a long time. Long time. Very expensive, excuse me, very hot. 50,000 Vietnam đồng. No, 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 no. That's for you. YouTuber người Mỹ lần đầu trải nghiệm cắt tóc trên đường phố Việt Nam, quá ngạc nhiên vì tính cách của anh thợ. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, khi đến Việt Nam, mỗi du khách sẽ lựa chọn cho mình một thú vui trải nghiệm khác nhau. Có người lựa chọn đi phượt bằng xe máy, có người quyết tâm ăn bằng hết các món ăn đặc sản, nhưng có người lại chọn thú vui giản dị hơn, đó là trải nghiệm cắt tóc ven đường. Như anh chàng Chris trong video sau đây chẳng hạn, vì muốn trải nghiệm văn hóa chỉ có tại Việt Nam này mà anh đã dạo khắp phố để tìm chỗ cắt tóc ngoài trời. Nhưng điều bất ngờ hơn còn nằm ở đằng sau khi Chris tiết lộ một đức tính cực kỳ quý giá của chủ thợ cắt tóc. Vậy cụ thể câu chuyện này như thế nào? Mời các bạn cùng tụi mình tìm hiểu qua video sau đây nha! Chris đã lặn lội đến một con phố nhỏ để tìm một chủ thợ cắt tóc. Ấn tượng đầu tiên mà anh có khi đến đây chính là anh cảm giác được sự yên tĩnh, tách bạch giữa những ồn ào tất bật của thành phố. Người cắt tóc cho Chris là chú cũng khá lớn tuổi, chú đã gần 70 tuổi và có hơn 45 năm làm nghề. Lần đầu tiên Chris được trải nghiệm cảm giác cắt tóc đường phố nên rất háo hức. Anh cho biết, dù là tiệm cắt tóc nhỏ ven đường nhưng chú này không hề thiếu một dụng cụ nào. Chú còn tận tình tư vấn cho anh kiểu tóc nào phù hợp, gọn gàng. Sau khi cắt xong, chú còn tinh tế phủi sạch bụi bám trên mặt, trên tóc và trên áo quần anh. Điều anh ấn tượng hơn cả là sự chuyên nghiệp và tận tình của chú. Một đầu tóc cắt như thế chỉ có 50.000, nhưng chú cắt cực kỳ cẩn thận, chăm chú. Trong suốt lúc cắt tóc, còn nhiệt tình tư vấn và trò chuyện cùng anh. Sau khi cắt tóc xong, Chris có đưa cho chú 1 triệu đồng. Lúc này chú khá hoang mang và bất ngờ, chú còn nghĩ anh đưa nhầm nên có đứng giải thích lại cho anh. Sau đó chú đoán anh không hiểu rõ ý nên muốn tìm người đổi tiền để thối lại đủ cho anh Tây. Thấy anh Tây vẫn không động tĩnh gì thì chú đoán anh muốn cho mình. Và bất ngờ hơn nữa, khi chú kiên quyết không lấy, chú ấy nói rằng chú chỉ lấy đúng tiền cắt mà thôi, chứ số tiền mà Chris đưa quá nhiều chú không thể nhận được. Anh Tây của chúng ta lúc này mới giải thích rằng đó là anh muốn tặng thêm để cảm ơn sự tận tâm của chú. Chú ấy thực sự vẫn còn bối rối, nhưng sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng chú cũng đã đồng ý, còn ôm cảm ơn Chris. Chris chia sẻ, các bạn biết không, chú ấy ôm tôi rất chặt và liên tục nói cảm ơn tôi. Tôi không nghĩ một hành động nhỏ của mình lại có ý nghĩa nhiều như thế đối với chú ấy. Tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy chú lại chân thật như vậy. Chú cứ nghĩ tôi đưa nhầm mệnh giá và kiên quyết muốn trả lại. Chú ấy không hề có ý định lợi dụng gì cả. Tôi nói mãi chú ấy mới chịu nhận. Tôi là người đưa nhưng sao lại thấy cảm động đến thế này nhỉ? Sau nhiều cái ôm cảm ơn, chú ấy còn nói với Chris sẽ dùng số tiền này để tối nay đưa vợ đi ăn một bữa thiệt ngon, thiệt hoành tráng. Chú cảm ơn nhiều đến mức khiến Chris cũng cảm thấy ngượng ngùng theo. Theo lời Chris tâm sự thì đây chính là trải nghiệm cắt tóc đường phố thú vị nhất mà anh có trong đời. Và còn hơn cả trải nghiệm văn hóa, điều quý giá nhất anh nhận được là tình cảm chân thành, thật thà của người Việt Nam. Sau những chia sẻ của Chris, cư dân mạng quốc tế cũng đồng loạt thể hiện nhiều bình luận hết sức tích cực. Nhiều người khen ngợi hành động tinh tế của Chris, cũng có nhiều người liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ đức tính của người chủ cắt tóc này vì đã cho họ cảm nhận được sự chân thành, chất phác mà đã lâu rồi họ không được thấy. Hãy cùng xem bọn họ đã nói những gì nhé! Tôi không biết thời thơ ấu của bạn như thế nào, nhưng mẹ bạn chắc chắn đã làm rất tốt việc nuôi dạy bạn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một chàng trai trẻ nào có trái tim nhân hậu như bạn. Bạn nói đúng, Chris, số tiền bạn cho không nhiều so với tiêu chuẩn của chúng tôi, nhưng hiệu quả đối với họ là rất lớn. Đúng là của chó không bằng cách cho, hãy nhìn ánh mắt hạnh phúc của ông ấy kìa, hẳn là ông sẽ có một bữa tối ngon miệng cùng với gia đình của mình. Tôi xem qua video mà cũng thấy hạnh phúc theo. Các bạn có để ý thái độ chân thật của bác ấy không? Bác ấy sợ Chris nhầm tiền nên cứ liên tục giải thích, thử hỏi đối diện với một người chân thành như thế này, các bạn có thấy vui không? Tôi thật sự rất quý cách cư xử của bác ấy, nhất định tôi sẽ đến đây và ủng hộ bác. Số tiền các bạn cho người khác, tôi cảm nhận đó chính là sự chia sẻ, hỗ trợ xuất phát từ tấm lòng của các bạn. Thật ấm áp, người dân Việt Nam luôn yêu quý các bạn. Khi nghe Chris giải thích, bác ấy vẫn không dám tin mình nhận được một số tiền tốt như thế. Bác ấy còn sợ Chris bị nhầm, thậm chí còn muốn tìm người đổi tiền. Bác ấy hẳn là một người cha rất tuyệt vời. Thật đáng tiếc khi xung quanh không còn nhiều người như bạn, bạn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bác ấy có lẽ rất bất ngờ và hạnh phúc khi gặp được người tốt như Chris. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu giúp được những người tốt như bác ấy thì bản thân Chris cũng thấy rất vui, bác ấy quá chân thành và thật thà. Hãy cho đi mà không mong nhận lại điều gì, bạn không chỉ làm cho người thợ cắt tóc hạnh phúc mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc đó đến với chúng tôi. Thật buồn khi biết tin bạn sẽ sớm rời Việt Nam. Tôi rất muốn xem thêm các vlog về Việt Nam của bạn. Chúc bạn luôn giữ những điều tốt đẹp nhất. Ôi trời, bạn thật là một con người rộng lượng, khiêm tốn, tốt bụng, luôn giúp đỡ những người kém may mắn ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.
tôi đoán bố mẹ bạn đã nuôi dạy bạn rất tốt, tự hào về bạn. 1 triệu đồng mà bạn đưa có thể mua cho gia đình 3 người này rất nhiều thứ ở Việt Nam và đó là lý do khiến bác ấy bị sốc và không biết phải nói sao. Tôi chắc chắn bạn là người đầu tiên đưa số tiền bò này và tôi đoán bác ấy sẽ không quên trong suốt quãng đời còn lại của mình. Dù sao, tôi cũng chúc bạn tận hưởng những ngày nghỉ còn lại ở Sài Gòn và chúc bạn có chuyến đi Ấn Độ an toàn và vui vẻ. Rất mong xem video tiếp theo của bạn. Như thường lệ, hãy cẩn thận, luôn khỏe mạnh và an toàn. Dù chỉ là một tiệm cắt tóc nhỏ, nhưng bác ấy đã làm như một tiệm cắt tóc chuyên nghiệp và hết sức chỉn chu. Nhìn cách bác ấy phủi đi phần tóc còn sót lại trên gương mặt bạn khiến tôi nhận ra số tiền bạn trả là cực kỳ xứng đáng. Bác ấy dành hơn nửa đời để làm công việc này, hẳn bác ấy đã rất yêu quý và trân trọng nó. Nhìn cách bác ấy cố gắng trò chuyện và đôi tay nhẹ nhàng khi cắt tóc cho bạn là biết, tóc của bạn rất tuyệt. Bạn lại làm tôi rơi nước mắt, đầu tiên là với người phụ nữ dọn rác, bây giờ là với người đàn ông cắt tóc. Phản ứng của anh ấy nói lên tất cả, không có gì tốt hơn khi nhìn một người mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Cảm ơn bạn đã tử tế với anh ấy. Khi xem video của bạn, tôi ước mình có thể ở đó để giúp dịch. Một người thợ cắt tóc đã cố gắng hết sức để giao tiếp với bạn và bạn cũng vô cùng kiên nhẫn. Cảm ơn bạn đã rất hào phóng và thế giới cần những người như bạn để thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến người khác. Bác ấy không biết trước được bạn hào phóng thế nào nhưng vẫn chăm chú cắt tóc cho bạn. Một người chân thành như thế này, họ xứng đáng nhận được những gì tốt nhất. Cảm ơn Chris vì bạn đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Cảm ơn người thợ cắt tóc vì đã cho chúng tôi thấy hình ảnh một người Việt Nam chân thành, lịch sự, cẩn mẫn và đầy tinh tế. Để nói về câu chuyện của những anh, những chú làm nghề cắt tóc đường phố, theo chia sẻ của dân trong nghề thì nghề này tuy không mang lại thu nhập cao và địa vị xã hội, nhưng đó là nghề đã gắn với cuộc đời họ. Họ bắt đầu và duy trì vì đam mê. Dù bây giờ, các salon lớn có mọc lên nhiều ở một góc nào đó, những con người bình lặng này vẫn làm công việc của mình, vẫn phục vụ cho nhóm khách hàng thân thuộc của mình và thỉnh thoảng họ vẫn đón tiếp những vị khách vãng lai như anh bạn Chris chẳng hạn và vẫn phục vụ mọi người bằng tất cả sự chuyên nghiệp và chân thành. Tuy là cắt tóc ở lề đường, vỉa hè, nhưng những người làm công việc này cũng phải có tay nghề, có thể hớt tóc và tạo kiểu theo yêu cầu của khách hàng mong muốn, ngoài hai kiểu tóc húi cua và carré phổ biến ngày xưa. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Hẳn là sau khi xem xong video này, chúng ta cũng có một nốt trầm nhất định khi chứng kiến màn đối thoại thân thuộc gần gũi của Chris và chú thợ cắt tóc. Sự chân thành của họ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trong chúng ta. Mình tin là vậy. Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cho tụi mình về suy nghĩ của bạn sau khi xem video đầy ý nghĩa này nhé. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.